Báo cáo với lại quý vị và các bạn, video này mình thực hiện test hoạt động chiếc đài Zvka có model BC-W3 số 2. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất, 980.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Video này test radio. Lát nữa là còn phải sờ lần cái máy nạp ắc quy. Nói nào ắc quy của cu em ở xóm rồi. Nó cầm lại. Đài này là đài hằng suất ăn điện 220V, đài 3 cục, hai loa có thể tháo rời ra khỏi thân máy. Đài này nghe radio và băng cassette chứ không có đường line in. Chữ thì còn sắc nét. Nó còn vàng như này. Đấy. Ở dưới này, gì và cờ BC-W3 số 2 này. Đấy, chữ nghĩa này. Chữ ở bàn phím này, các nút lên này. Còn vàng nha. Anh Trần Văn test nha. Test băng sóng AM. AM. Chỉnh lại và dân số ngày càng có trình độ học vấn cao. Trong thập kỷ qua, số lượng kết hôn ở Trung Quốc đã giảm từ mức cao nhất 13,47 triệu cặp đôi vào năm 2013 xuống chỉ còn 6,84 triệu cặp vào năm 2022. Ngoại trừ sự gia tăng 12,4% vào năm 2023 do tác động từ đại dịch. Ngoài ra, chính sách một con trước đây của Trung Quốc cũng dẫn đến thế hệ trẻ hiện nay được gọi là thế hệ cô đơn. Nền kinh tế bản đầu tiên đề cập như một xu hướng. Cái này dò sóng nó có cái dò nhanh và cái dò chậm. Đây, cái này. Cái này cái dò nhanh này. Đấy. Cái đàn thuộc tiền. Cái này cái dò chậm này. Đây, tinh chỉnh này. Không thực hiện này. Đấy. Nó là già yếu rồi mất nhưng động viên bằng mọi cách để coi như giải quyết tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Cùng với đó thì việc làm công tác tư tưởng, vận động nhân dân trên địa bàn, ủng hộ, giúp đỡ, cung cấp thông tin cho đội thực hiện nhiệm vụ thì đã được thực hiện như thế nào thưa đồng chí ạ? Công tác tuyên truyền vận động người dân bằng các người khác hay là nói bậy, sử tục hoặc là phát ngôn thiếu chuẩn mực, thiếu lừa đảo. Thôi giờ chuyển sang FM nha. Chuyển sang FM này. Các đại biểu đều vô cùng xúc động. Mỗi người được mời phát biểu, được chúc thọ bác. Giải phóng, năm sau. Giải phóng em đâu rồi? Anh ơi, chị tôi đã tập. Ta đã lập tức kết nối với chương trình ngay. Thì em biết là... Tại vì mình đặt cái tên đi, dạ. Là cái quần. Nên chị nghe nói, ủa sao nghe nó quen quen. Em khi mẹ nghe chị Hoa nói vậy em cảm thấy ấm áp lắm chị ạ. Bởi vì nghe em ấy nhắc là mình đã đăng ký, mình kết nối với chương trình rồi. Thì chúng ta không phải chỉ là người dẫn chương trình và thính giả đâu. Kiểu giống như là một cái sự kết nối rất là thân thiết, rất là thân thuộc. Và em rất là xúc động. Và từ nãy tới giờ thì khi mà chị trò chuyện với tụi em, Tâm An cũng có thực vật đa dạng, xanh tươi khiến cho Quảng Bình tựa chúng thiên đường, hứa hẹn là một địa điểm yên bình đáng mơ ước. Ngoài ra tạp chí còn gợi ý du khách khám phá Phong Nha Kẻ Bàng, nơi có hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới cùng hệ sinh thái đa dạng. Phong Nha Kẻ Bàng rất thích hợp với radio, du khách ưa cảm giác này, muốn tận hưởng trải nghiệm chèo thuyền kayak, thám hiểm hang động cấm trại. Bên cạnh đó, tạp chí này đã giới thiệu về thành phố Đồng Hới với cảnh quan thiên nhiên và các món ăn đặc trưng. Thông qua đó lại tiếp tục là anh em là đúc rút kinh nghiệm rồi sinh hoạt từng tổ từng bộ phận được từng mùa về là rút kinh nghiệm và đưa ra cái giải pháp. Đặc biệt là cái mùa khô vừa rồi đây, 2023-2024 đơn vị đã tìm kiếm và quy tập trên cái địa bàn tỉnh Mongolia là 27 hải cốt liệt sĩ. Đấy, thì một ngày anh em xác định được với tinh thần cố gắng cùng
bằng coi như là mệnh lệnh bằng trái tim. Anh em sẽ cố gắng tìm được các bác, đưa về nước, đưa về với Tổ quốc càng sớm càng. Đối với mình lập phá thì cũng thấy với mức giá mình đi lời, mức giá thấp nhất là 200 ngàn thì cũng xứng đáng. Các cơ quan chức năng cần xác thực người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại di động, hoặc là với những tài khoản có lượng theo dõi cao thì cần có những quy chế quản lý riêng. Đã đến lúc cần có những biện pháp mạnh hơn nữa, bởi nếu không có hành động quyết liệt để nâng cao tính minh bạch trên mạng xã hội thì sẽ tác động rất lớn đến trật tự an ninh, an toàn xã hội. Người này nhỏ rất mạnh, siết chặt vòng tay đến mức ngực cô đau buốt. Chủ hàng vui mừng kêu lên: "Sếp!" Anh ta lập tức xông tới, túm hai tay Dương Vũ và khóa cổng số 8. Đám nhân viên bảo vệ vây quanh, Dương Vũ đau đớn kêu liên hồi, sắc mặt hắn xám ngắt. Là Quý Bạch, anh mặc áo khoác màu đen, dáng người vô cùng cao lớn, ngũ quan cân đối ôn hòa. Nó cứ trong như nước mưa ấy. Lĩnh vực môi trường nhận định, nhìn chung thị trường các sản phẩm thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần tại Việt Nam vẫn còn khá eo hẹp do giá thành, chất lượng sản phẩm. Đấy. Trong quá trình dò sóng rất dễ dò sóng nhá. Nhà nước cần có chính sách tính phí sử dụng, tăng thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm nhựa dùng một lần, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nhận các sản phẩm thay thế, ban hành các quy định về hạn chế và tiến tới cấm sản phẩm. Ông xã có điều kiện, cứ hủ nhíu mày, nghiêng đầu né tránh. Nhưng ở đời thường, em muốn được sống bằng con người thật của em. Đừng bắt em phải diễn một giai tuồng bất nhân bất hiếu. Nói chuyện với những cái người mà tôi không quen ngoài đời. Vâng. Thứ hai nữa là tôi sẽ không nói chuyện với những người mà có những cái thái độ hay là có những cái cách thức trao đổi ở trên đó nó không phù hợp với cả tôi. Vâng. Thì đấy là cách mà tôi lọc những cái người dùng ở trên mạng xã hội của tôi từ ảo. Vâng. Ra thủ đoạn gây án mới lạ, Gojo Aoyama và các biên tập viên xem ảo thuật, đọc tài liệu về hóa học, vật lý, sau đó làm thí nghiệm kiểm tra tính khả thi trong đời thực. Trong năm nhận thấy trách nhiệm của Trung đoàn, chính vậy trong thời gian vừa qua, đối với hoạt động này, thì Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn, các cấp ủy chi bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng và các tổ thi đua khen thưởng của các đơn vị đã hướng các hoạt động thi đua vào thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quản lý. Cho các loại thực phẩm, nguồn gốc động vật. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật thường chứa ít kẽm và có giá trị sinh học thấp do khó được hấp thụ. Nguồn thức ăn nhiều kẽm từ động vật như sò, hầu, thịt bò, cừu, gà, lợn nạc, sữa, trứng, cá, tôm, cua. Fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn cho em ha. Tối thứ năm đúng không Kinh? Dạ, tối thứ năm ạ. À. Ừ, rồi có gì chị sẽ cố gắng tham gia. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hoa rất nhiều. Còn bây giờ thì em chúc chị Hoa nghe nhạc vui nha. Rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Cảm ơn mọi người. Dạ. Bye bye. Bye bye. Chào chị. Quý tín giả. Radio nó cứ trong veo, nó cứ trong như nước mưa thế này. Ngoại hình thì không có bị vỡ nứt gì cả nha, không bị vỡ nứt gì cả. Đấy. Nặng nhà phết. Đây này, nặng nhà phết. Cắt mặt đằng sau của nó đây. Này, tem này. 980.000 đồng. Thì có lão nông Chi Điền mới cung cấp được những chiếc đài Trần Vân chuẩn. Mà thóc thì lại Trần Vân thấp như thế này. Đây, tem đây. Đây, nó còn phiên bản limited đây. Phiên bản giới hạn. Company nhà máy Victor ở Nhật Bản. Dịch như vậy chả biết nó có đúng hay không. Nó không đúng thì quý vị và các bạn thông cảm cho nông dân. Đây,
sắc nét nha. Chưa đến 1 triệu đồng trên đăng tiền, 980.000 đồng thì có phải là rẻ nhất của đất. 980.000 đồng mà bỏ ra mua một chiếc đài nội địa thì cứ phải gọi cái đài này bằng cụ tổ. Rồi, video sau thì sẽ test về phần băng cassette. Trân trọng cảm ơn, thân ái chào tạm biệt.